Và đây là video đánh giá về một chiếc đồng hồ thông minh đến từ một thằng chưa bao giờ được sử dụng. Chưa bao giờ được sử dụng. Nani? Xin chào các bạn. Đây là video đánh giá cũng như là cảm nhận của một thằng mà từ trước đến giờ chưa được sử dụng một chiếc đồng hồ thông minh. Và đây là chiếc Samsung Galaxy Watch 3. Nhìn về mặt thiết kế thì nó không khác quá gì so với cái đồng hồ thường của chúng ta cả. Mặt đồng hồ nếu như mà mình để hai cái sát kế bên nhau thì phải nói là giống y đúc. Và cái thiết kế này phải nói là khác bọt so với hoàn toàn cái đại đa số các chiếc đồng hồ thông minh hiện tại. Khi mà chúng kia nó cứ vuông vuông thì ông này đi tròn, khác bọt. Về phần tính năng thì mình cảm thấy là chiếc đồng hồ này khá là tiện lợi khi mà nó có thể sử dụng giống như là một chiếc điện thoại thông thường, nghe gọi thoải mái. Và nếu như các bạn nào có thể giàu thì các bạn có thể nâng cấp lên bản LTE luôn cũng được. Thì lúc đó thì các bạn cái điện thoại của bạn luôn đi. Thì nó giống như là cái chiếc điện thoại tầm trung luôn rồi, giá nó bằng nhau mà. Điều đặc biệt trên cái bản thiết kế của cái con Watch 3 này á, đó là chúng ta sẽ xuất hiện lại cái phòng bezel. Điều mà con Active 2 thì Samsung đã vứt, nhưng mà người dùng đòi quá thì lúc cuộc Samsung cũng phải bỏ lại cho người dùng. Đòi cho thôi, thích mà. Bạn cái này cũng thích lắm các bạn ạ. Quay ầm khi các bạn ngửa tay. Về phần dung lượng pin thì mình cảm thấy là chiếc đồng hồ này pin thì cũng tạm ổn, khi mà các bạn có thể sử dụng từ 2 đến 3 ngày. Và một điều đặc biệt là chiếc đồng hồ này pin rất thông minh các bạn ạ. Khi mà các bạn sử dụng từ công ty về nhà, từ nhà lên công ty sử dụng rất thoải mái. Nhưng mà về nhà thì nó không hết pin, khi mà lên tới công ty nó mới hết pin. Thần kỳ ở chỗ đó. Và đây là những điều mà mình không thích trên chiếc đồng hồ này. Điều thứ nhất đó là các bạn có thể coi cái video mà mình quay trên TikTok khoảng cả tuần trước, đó là mình phải tốn đến 4 tiếng đồng hồ để mà kết nối cái đồng hồ quỷ này. Không hiểu tại sao, có lẽ là do nó không tương thích với điện thoại của mình, có lẽ là vậy. Mình cứ nghĩ là cứ cái tầm giá mà cỡ khoảng 10 triệu này á, thì mình quay kiểu dạng như là mình sử dụng mà mạnh tay mạnh chân á, thì nó sẽ mượt lắm. Nhưng mà không, mình quay một hồi lát vãi nó chịu không nổi các bạn ạ. Mình quay thì bình thường mình hay ngửa tay mình nhiệt tình quay lắm, quay nghen lát lát banh xác luôn. Đây cũng có thể là do một firmware có vẻ là tương thích chưa tốt với chiếc đồng hồ này. Mong là Samsung sẽ cải thiện nó về sau này. Dù là sử dụng bình thường vẫn mượt. Không sao cả. Tổng kết là video này có hai cái điểm mà mình cảm thấy là mình thích nhất trên chiếc đồng hồ này. Đó chính là chúng ta có thể đổi được rất nhiều mặt đồng hồ, đổi thành những cái đồng hồ nổi tiếng như mặt Rolex, đồ gì đó, khiến cho các bạn cảm giác giống như là đang đại gia. Và điều thứ hai là các bạn có thể ra ngoài đường, có thể nghe gọi luôn trên chiếc đồng hồ này mà không cần phải móc điện thoại của chúng ta ra, khiến cho khả năng mà bị dịch điện thoại của chúng ta được giảm xuống mức thấp nhất. Cơ mà cái đồng hồ này bằng giá một chiếc điện thoại thường trung đấy các bạn. Các bạn bị dịch đồng hồ hay không thì mình không có biết. Và đó là đánh giá của mình từ một người mà chưa bao giờ được sử dụng một chiếc đồng hồ thông minh từ trước đến nay. Nếu các bạn cảm thấy mình bỏ sót điều gì thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Vì sao á? Bởi vì nó đẹp, đẹp vãi và nó cũng ngon nữa, tiện.